Mến chào anh chị em người nhân và các bạn đã quay trở lại với kênh Đam Mê Độc Lạ. Nội dung video ngày hôm nay mình sẽ giải đáp thắc mắc cũng như là chia sẻ cái cách khắc phục chim các bạn mới mua về hót âm rung qua một thời gian im ru không hót nữa. Các bạn đã có những bạn nào gặp trường hợp như vậy? Nếu các bạn chơi chim nhiều, mua chim nhiều, chắc chắn sẽ gặp những trường hợp đó. Tại sao nó lại như vậy và cách khắc phục như thế nào? Sẽ có chi tiết cụ thể trong video ngày hôm nay. Những bạn nào quan tâm không nên bỏ qua nha các bạn. Ở đây mình có một con chuồn lửa. Những cái dòng chim mua về nó hót nhiều và một thời gian nó không hót, thường nó gặp ở những con như chuồn lửa. Con nào cũng có các bạn, chim nào cũng có nhưng chuồn lửa là vẫn nhiều nhất các bạn. Tại vì sao ạ? Thường con chuồn lửa nếu các bạn chăm không đúng cách hoặc các bạn quan tâm quá mức, nó dễ bị mất lửa. Không phải chăm kỹ là tốt đâu các bạn. Con chim mỗi một con nó có một cái đặc thù nó khác nhau, không con nào giống con nào. Nhưng đặc biệt là con chuồn lửa này thường hay mất lửa hơn các cái dòng chim khác. Tại sao nó lại gặp trường hợp như vậy? Đầu tiên mình phải tìm hiểu cái nguyên nhân. Nguyên nhân là sao ạ? Thường những lúc các bạn mua về hoặc các bạn mới bẫy về, con chim nó đang còn lửa rừng. Chỉ cần 2 ngày đến 3 ngày hoặc lâu lắm là 1 tuần thì con chim nó quen được cái không gian nó đang còn lửa rừng, nó sẽ hót các bạn. Hót sóng lên, hót rất là hay luôn. Chỉ có cái là nó đang nhát, mình lại gần thì nó im, nó sợ nó nhảy nó im. Một lúc mình đứng xa nghe nó hót rất là hay. Nhưng được 1 tháng, 2 tháng nó im ru, không hót nữa. Nhiều con nó im tới 2-3 tháng, tùy từng con. Còn nếu các bạn chăm sóc không kỹ, không đúng, nó im luôn 4-5 tháng các bạn. Như vậy là con chim nó đang còn lửa rừng. Nhưng cái cách khắc phục làm sao để duy trì cái lửa rừng đó, cái đó mới là cái điều quan trọng các bạn. Con chim nó đang còn lửa rừng, nếu mình chăm sóc đúng mình sẽ duy trì được lửa rừng đó và nó sẽ hót mãi, nó không có tắt nữa. Nếu bạn quan tâm nó quá mức, nó cũng sẽ mất lửa. Nếu bạn bỏ bê nó quá, nó cũng sẽ mất lửa. Chăm sóc như thế nào cho đúng? Ở đây mình sẽ chia sẻ các bạn rất là đơn giản các bạn. Tại cái dòng chuồn lửa này thường nó ở trong rừng sâu, rừng già, rừng rậm. Những cái con đuôi càng dài thì nó ở rừng nó càng sâu. Đuôi ngắn hơn thì nó ở bề ngoài hơn, nó phân ra nhiều 3 tầng. Ví dụ như vậy đi, cái tầng ngoài cái đuôi nó ngắn hơn, nó tiếp xúc với con người nhiều hơn, nó non hơn. Đó, tầng thứ hai vừa thì nó ở sâu hơn một chút. Tầng thứ ba đuôi dài 30 là nó ở sâu hút những cái rừng rậm, rừng già, rừng xanh đó các bạn. Đó, những cái rừng đó nó gặp người mình là nó hết hồn. Nên thuần cái những cái con lửa mà đuôi dài, lý do nó lâu hót là chỗ đó các bạn. Nó già rừng và hai nữa nó ít tiếp xúc với con người mình, nên nó gặp người mình nó phải mất quá trình rất là lâu nó mới quen được. Còn những cái con đuôi ngắn thường nó ở cái vùng ngoài, thường gặp những người ví dụ người ta đi làm rẫy hay là đi đốn củi đó các bạn, thường xuyên gặp người hơn, nên cái cách thuần nó nhanh dạng hơn những cái con đuôi dài. Bạn thử coi phải không? Mà nhanh dạng thì nó lại nhanh hót. Đó là cái điều dĩ nhiên các bạn. Chim cứ dạng là hót nhưng phải đúng cách nha. Chứ bạn nuôi dạng rồi bạn tập cho nó dạng không mà nó không đủ chất nó cũng không hót các bạn. Con lửa này nếu các bạn mua về khoảng chừng 1 tuần nó hót rồi, các bạn phải duy trì. Ví dụ như nó ăn cái cám đó. Cám trên thị trường có rất là nhiều loại cám. Thường những con chim mua về, các bạn vào cám rồi, vào cám nó đã biết ăn cám rồi là nó đã hót rồi. Đó là khoảng chừng 1 tuần là nó hót. Lúc đó nó đang còn lửa rừng mà nó đã vào cám. Rất là ngon các bạn, những con chim đó. Bạn cứ duy trì như vậy cực kỳ tốt các bạn. Nếu con chim đã biết ăn cám rồi, 1 tuần hót. Đó, bạn duy trì làm sao ạ? Cách giữ lửa cho nó làm sao ạ? Thứ nhất, 1 tuần bạn tắm nắng cho nó 1 lần, tập cho nó tắm nước 1 lần. Lúc đầu
mới về là nó chưa biết tắm nước, nhưng những cái cách tập chim tắm nước mình đã chia sẻ rồi. Bạn nào chưa xem có thể nhấn chuông theo dõi, sẽ thấy những cái video cách để tập chim sang lồng tắm nó như thế nào, rất là đơn giản các bạn. Nuôi chim càng đơn giản thì nó càng hiệu quả. Các bạn đừng có cầu kỳ quá, tại đây là một môn nghệ thuật, một thú chơi. Mình đam mê nó, mình chơi nó sẽ mến mình. Các bạn, mình quan tâm nó quá, đâm ra nó nũng nỉu, nó thành tiểu thư đài cát rồi, mệt lắm. Tối ngày ăn uống, ví dụ như các bạn chăm sóc kỹ quá, nhưng các bạn bận bịu một thời gian, các bạn bỏ bê nó sẽ rớt lửa liền. Hoặc các bạn bỏ bê nó quá, nó không đủ chất cũng không hót. Nhưng như thế nào là vừa, các bạn chỉ cần làm như vậy. Một tuần tắm nắng cho nó một lần, tắm nước cho nó một lần, mồi tươi một tuần các bạn cho ăn một lần. Ví dụ như bình thường là con chòi lửa này này các bạn, sâu và cám, nó ăn hai thứ nha các bạn. Bình thường nếu như nó ở trong rừng về nó đã hót rồi, các bạn nên cho ăn sâu gạo hoặc là sâu quy đó, nó có hai tên gọi, sâu quy và sâu gạo, là nó một con. Thì cái sâu đó rất là nóng, các bạn cho ăn mỗi ngày một ít, đừng có cho ăn quá nhiều. Các bạn làm sao mà nó ăn hết trong ngày, đừng có dư thừa lãng phí để ngày mai nó chết này, nó lột vỏ này, rồi nó tải tiện ra những cái bụi bẩn nó bám xung quanh cái chum á. Thứ nhất, mỗi một ngày bạn cho ăn hết trong ngày là tốt nhất. Thứ hai, một tuần bạn bồi bổ thêm, ví dụ cho ăn thêm một lần cào cào, hoặc là cho ăn thêm một lần dế, hoặc là cho ăn thêm một lần trứng kiến. Bạn cứ duy trì như vậy, đảm bảo con lửa của bạn sẽ không mất lửa. Còn cái này về bạn thấy hot rồi, đã quá, hot rồi, chị mới mua về hot rồi, cứ chăm nước chăm cám sâu đầy đủ là được rồi. Hỏi cần một tháng thôi, tháng sau nó im ru. Nên cái cách nuôi chim các bạn rất là đơn giản, mình chỉ cần duy trì một điểm đó, ví dụ như vậy, một tuần cho một lần, bạn cứ duy trì vậy hoài, không có bao giờ mất lửa hết. Nhưng lúc thì bạn cưng nó, bạn rảnh rỗi mà cho ăn nào là đủ thứ, sâu dế cào cào trứng kiến nhồi nhét vào một đống, rồi bắt đầu tuần sau bạn bận bịu bạn đi làm, bạn không cho ăn miếng nào hết. Các bạn làm như vậy chưa? Có rất là nhiều. Đôi lúc mình rảnh đó, mình cưng nó, mình thấy nó hot, mình chăm nó, bắt đầu nó đứng im ru thôi, nản quá, cái nó cứ chăm nước đầy đủ, hồi nào nó hot nhiều rồi mới đã. Các bạn, đó là cái thực tế. Nên đôi lúc nuôi chim, thứ nhất là thú chơi, thú cưng, mình đam mê nó, mình chỉ cần quan tâm mức vừa phải là con chim của bạn đỡ mất lửa. Nhưng đặc biệt các bạn lưu ý nha, cái cám mà lúc các bạn thấy con chim của các bạn ăn nhiều rồi, không nên đổi cám, không nên. Như các bạn có rất là nhiều bạn con chim đang ăn cám, đang hót ầm đùng, nhưng mà muốn hót nhiều hơn, muốn hót suốt ngày, bắt đầu đổi cám, nó rất lòng. Và trường hợp thứ hai là con chim đó nó ăn cám không phù hợp, lúc các bạn đổi cám các bạn phải lưu ý là 50-50, 50 cám cũ, 50 cám mới trộn lại với nhau, và giảm cám cũ từ từ theo tỷ lệ. Ngày thứ nhất 50-50, nó ăn hết cái đợt đó rồi, ví dụ ngày thứ hai, thứ ba 30-70, ngày thứ tư, thứ năm 20-80, kiểu vậy, giảm theo tỷ lệ xuống từ từ, nó mới quen được cái mùi cám, nó mới không có bị sốc cám nha các bạn. Sốc cám thì con chim nó không có nguy hiểm như con người mình mà sốc thuốc, sốc này, sốc kia đâu. Nhưng mà có cái sốc cám nó bị tiêu chảy, nếu các bạn phát hiện không kịp, không biết cách chữa trị, nó dễ bị đường ruột. Nên mình đổi cám cứ theo tỷ lệ, cứ từ từ là ok nhất. Ở đây những cái gì mình biết mình chia sẻ lại các bạn, các bạn xem xong về nhà các bạn áp dụng theo, ok, hữu ích, nhớ cho mình một like. Thấy hay thì lan tỏa video này đến bạn bè của các bạn. Ở nào có những ý kiến gì, có những bình luận gì, để lại cho video, mình sẽ phản hồi bằng video sớm nhất. Video đến đây tạm dừng rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn đã xem video ạ. Xin chào ạ.